Tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, gặp hung hay cắt, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được khó khăn để vượt qua và đón nhận nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống. Và tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1976, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, có vận trình như cá chép hóa rồng, gặp thời đổi vận, ăn lộc thần tài, giàu sang, phú quý, hết phần thiên hạ. Từ vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 là tuổi con ngựa, thuộc mệnh Hỏa, Thiên thượng hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, người tuổi Mậu Ngọ có điểm báo, đầu tháng sự nghiệp không được tốt cho lắm, ngũ hành bất lợi, thương quan tinh lại trở thành hung tinh, điều này sẽ gây ra cho người tuổi này trở nên ngang tàng, cố chấp không làm việc tuân theo quy củ nào số của tuổi Mậu ngọ sinh năm 1978 rất hợp vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Nếu xuất hành đi xa, làm ăn, hùn hạp hay làm bất cứ việc gì, mệnh chủ tuổi Mậu ngọ nên tiến hành vào ngày, giờ nói trên sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi. Dù có gặp bất kỳ khó khăn nào cũng sẽ được quý nhân phù trợ giúp đỡ thu về nhiều thắng lợi, đại cát đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi Mậu ngọ sinh năm 1978. Người tuổi Mậu ngọ là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ. Từ khi còn nhỏ, cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau khổ, buồn phiền. Tuy nhiên, đôi lúc họ vấp phải sai lầm, thất bại không đáng có bởi sự chủ quan, nóng nảy của mình. Nếu khắc phục được điều này, người tuổi Mậu Ngọ sẽ là những người sống thành đạt, có địa vị quyền lực trong xã hội. Khi trưởng thành, họ dần tập trung vào phát triển sự nghiệp và dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc gia đình. Nhờ vào bản tính thật thà, tốt bụng, người tuổi Mậu Ngọ được mọi người yêu quý, kính trọng. Những người này được hưởng thọ từ 80 đến 95 tuổi nhờ bản tính lương thiện tốt bụng tuổi mậu ngọ thường gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống gia đạo hòa hợp yên ấm anh trên em dưới hòa thuận yêu thương đùm bọc nhau dù có những lúc xảy ra bất đồng mâu thuẫn nhỏ nhưng không ảnh hưởng gì đến tình cảm gia đình mọi người đều sẵn sàng bỏ qua tha thứ cho những lỗi lầm của nhau công danh sự nghiệp có nhiều lúc thăng trầm lúc lên cao như diều gặp gió lúc lại trải qua nhiều khó khăn gian khổ khi làm việc, người tuổi mậu ngọ thường có thói quen nóng vội, hấp tấp, chưa suy nghĩ kỹ càng đã vội quyết định theo trực giác, điều đó đôi lúc khiến họ mắc phải nhiều sai lầm không đáng có. Càng trưởng thành, những người này càng hoàn thiện được bản thân mình hơn, mậu ngọ sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc, thành công, ở độ tuổi 40 trở ra. Những người sinh năm mậu ngọ, luôn sống nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, bạn lại hơi thẳng tính, nên nhiều khi dễ làm mất lòng người khác, khiến vận trình công việc gặp khó khăn. Từ vi tháng đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nằm trong top con giáp gặp nhiều may mắn. Đầu tháng, thương quan lâm suy vận, nghĩa là người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 có phần khá nóng nảy, dễ nảy sinh tranh chấp, sinh thị phi với người khác. Cuối tháng có chính ấn lâm vượng vận, mang tới nhiều thay đổi cho cuộc sống của bạn, dễ có quý nhân phù trợ tính tình ham học hỏi, chăm chỉ nên được mọi người quý mến. May rằng, bản mệnh tuổi mậu ngọ gặp được cục diện ngủ hành tam hợp dần ngọ tốt cùng với nguyệt lệnh, hỗ trợ cho vận trình, nên mọi khó khăn đều sẽ dễ dàng vượt qua. Từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023 cho thấy, vận trình đầu năm mới khá tốt lành đối với người tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, để có thể gặt hái được thành công như ý muốn, thì bạn phải biết nhìn thẳng vào thực tế, đồng thời kiên trì quyết tâm thực hiện mọi việc đến cùng. Lá số tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 nhận thấy, trong tháng 1 âm lịch, năm 2023, có tam hợp trợ mệnh, dẫn đến phương diện sự nghiệp của người tuổi này tiến triển tương đối thuận lợi, thời điểm này các mối quan hệ sẽ đem lại cho bạn nhiều sự trợ giúp đáng kể. Người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, cần phải chú ý, chính là thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình, tránh hăng hái lúc đầu, rồi lại bỏ giờ giữa chừng. Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư, kinh doanh, trong tháng 1 này có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn của mình. Bên cạnh đó, tháng 1 này còn có tác động của nguyệt lệnh lâm thai, bạn cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mà mình còn chưa hiểu rõ, có thể sắp tới bạn sẽ tìm được hướng đi mới, phù hợp với khả năng của bản thân. Theo phong thủy, tháng 1 âm lịch năm 2023 thì hướng may mắn nhất trong tháng này sẽ là hướng Bắc, Đông Bắc và hướng Đông. Hướng xấu nằm ở vị trí trung tâm căn nhà, bạn cần giữ cho vị trí giữa nhà yên tĩnh, sạch sẽ, hứa hẹn sẽ mang lại sự giàu có. Và may mắn là hướng Bắc còn hướng Đông sẽ đem lại sự hạnh phúc trong tình yêu. Hướng xấu sẽ nằm ở hướng Đông Nam, Tây Nam và hướng Tây. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1976, trong tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão 2023, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, đầu tháng sự nghiệp không được tốt cho lắm, ngũ hành bất lợi, thương quan tinh lại trở thành hung tinh cản trở vận trình. Người cầm tinh con ngựa trở nên ngang tàng, cố chấp không làm việc tuân theo quy củ nào, khi nói chuyện thì chỉ thích nói những kế hoạch cao xa, thiếu thực tế, tính phản nghịch mạnh mẽ, hành sự tương đối hồ đồ, thiếu suy nghĩ nên dễ gặp thất bại. Cuối tháng, sự nghiệp có phần thịnh vượng hơn, may mắn bạn có quý nhân chính ấn che chở, mang tới trí thông minh tuyệt đỉnh, là người coi trọng danh dự, vinh hoa, và có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Người tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, khá chú trọng trong chức vụ, quyền lợi, và nghĩa vụ của mình, có thể thấy ham muốn về quyền lực tăng cao, khiến bạn làm việc tích cực hơn bình thường. Những người có căn nhà quay mặt về hướng đông, sẽ gặp nhiều thuận lợi, trong công việc, nhất bạch tham lang, ngự hướng đông, kết hợp với ngôi sao sáng tạo, tứ lục, mang lại nhiều ý tưởng, và cảm hứng làm việc, xúc tiến công việc suôn sẻ, và thuận lợi hơn. Về mặt tài vận Đầu tháng giáp dần, năm quý mão 2023 này cho thấy, người tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, có chính tài tòa mệnh, phong cách khá trầm ổn, và thẳng thắn, điều này cũng khiến đồng nghiệp, và mọi người ủng hộ bạn nhiều hơn. Bạn phân biệt khá rõ ràng, thị phi, trắng đen, biết làm tốt bổn phận của mình, nhưng cũng không quên đi theo chính nghĩa, nên sự nghiệp của bạn có được hôm nay, hoàn toàn do chính bạn tạo ra, may mắn phúc lộc sẽ tự tìm đến bạn. Tử vi tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, vận tài chính chịu ảnh hưởng từ chính ấn vượng địa, tuy nhiên tinh thần của chính ấn, sẽ giúp bạn nhiều hơn là năng lực hành động, bởi tinh thần nhẫn nhịn, biết vượt lên nghịch cảnh, sẽ giúp vận tài chính của bạn được đảm bảo, do bản tính không muốn tranh chấp, cũng khiến mặt kiến tiền của bạn bị giảm sút. Mặc dù tuổi mậu ngọ về tổng quan trong năm này, mọi thứ tiến hành không gặp phải bất lợi nào quá lớn, nhưng vẫn cần có sự tính toán cẩn thận sẽ tốt hơn. Nhất là khi có sao hạn chủ hao tài chiếu mệnh, việc làm ăn nên chú trọng tính an toàn, hạn chế tối đa những toan tính mạo hiểm kẻo gây hao tán tài sản. Dù kiếm được khá nhiều tiền bạc, nhưng vẫn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình và chi tiêu cho những việc phát sinh khác. Bạn cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý, để bảo toàn tài sản cá nhân không bị thất thoát những người đang sống ở căn nhà quay mặt hướng nam, hoặc phòng ngủ ở hướng này, thì cần tránh đi chơi khuya, hay đến những nơi xa lạ, ngôi sao thất xích phá quân, ngự tại đây, cũng mang tới sự phản bội trong công việc, và tài chính, bạn hãy giữ cho khu vực hướng nam của căn nhà thật yên tĩnh, và ấm cúng nhé. Về mặt tình cảm, về phương diện tình cảm của tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, trong tháng đầu tiên của năm quý mão này cho thấy, mặt tình cảm không được tốt, thương quan chiếu mệnh, khiến bạn trở nên quá nhạy cảm, chỉ một lời trách móc nhẹ, cũng khiến bạn cảm thấy tổn thương. Người cầm tinh con ngựa độc thân, e khó mà gặp được chân ái của đời mình, và nếu cứ giữ tính cách ngang tàn, tự do, khiến cho người khác cảm thấy e ngại và không dám lại gần nữa. Người có gia đình, thì tự dằn vặt mình, bởi hôn nhân trong tưởng tượng, khác xa với cuộc hôn nhân hiện tại của mình. Từ vi tháng 1 âm lịch cho người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, bạn là người trọng tình trọng nghĩa, việc gì cũng nghĩ cho người khác nên áp lực trong cảm xúc là rất lớn, nếu bạn không học cách san sẻ hoặc ít nhất nên chia sẻ với ai đó bên cạnh thì tình cảm của bạn sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Về sức khỏe trong tháng một âm lịch này, có ngôi sao bệnh tật kết hợp với ngôi sao ngũ hoàng của năm xuất hiện, gây ra sự tương xung, bất lợi, các bạn tuổi mậu ngọ trong tháng này, không nên đi du lịch, hay là làm những việc gì quan trọng vào thời điểm này nhé. Tử vi tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, nhận thấy, tình hình sức khỏe của người tuổi này, lại có dấu hiệu đi xuống, do chịu tác động xấu của hung tinh bạch hổ, hung tinh này mang điểm báo, tai họa, họa huyết quang, gây bất lợi cho sức khỏe, vì vậy, bản mệnh cần phải cẩn thận khi lao động chân tay, hay điều khiển các máy móc khi làm việc, cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn, cũng như khi tham gia giao thông, để tránh nhiều tổn thương không đáng có, trong cuộc sống hàng ngày. Người tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, cũng nhớ duy trì lối sống điều độ, nếu xa đà vào việc ăn chơi, hưởng thụ, khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu tỉnh táo, thay vì tốn quá nhiều thời gian để chơi bời. Người cầm tinh con ngựa nên rèn luyện thể thao, hoặc đọc thêm sách, thư giãn, điều này khiến cơ thể và tinh thần của bạn đều khỏe mạnh hơn. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin hữu ích về tử vi tháng đầu năm của mình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chương trình. Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video, mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất một lần nữa minh đường tử vi xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo